Kiệt, trời ơi. Uya, đây, đứng dậy con. Con có sao không? Bà đừng có đụng vô để tôi. Để chị coi coi số ra. Ây da, trời ơi, chân con bị chảy máu rồi nè. Thôi, lên xe về chở về. Đừng làm bộ tốt với tôi, tôi không bị bà gạt đâu. Con không có lên xe cho việc chở về, con không có tự đi bộ về được đâu. Còn không á, dẫn xe đạp về nhà mấy cây số lần đó. Ừ, thì bà chở tôi về đi. Nhưng mà tới cổng á, tôi không cho bà vô nhà tôi đâu. Đi. Mày khóc hoài à? Tao cho mày khóc tới chiều luôn á. Nín, nín coi. Lệ ơi, cho bà miếng nước đi Lệ. Vậy liên quan gì tới cô? Cái thằng này nó hổn với tôi mấy ngày hôm nay rồi, tôi phải đánh cho nó biết mặt. Tôi sẽ kêu ba tôi đuổi việc bà. Nè, tao thách mày nữa nha, ba mày không tìm được ai á nên mới kêu tao ở lại cái nhà đi làm việc đó, biết chưa? Ba, ba, ba ơi, ba ơi, vô đây lẹ ba. Hai cái đứa này nè, có chuyện gì mời tụi con la âm sùm vậy? Ủa, bà quýnh con á ba. Xem qua đây vậy, có chuyện gì hả? Thằng Kiệt bị té xe nên em đưa nó về đó. Kiệt à, con có sao không? Bà quýnh con á. Cô Lễ, là nó hổn, nó đánh tôi trước chứ bộ. Còn con Phương á, nó cứ khóc cà nhẹ, nhức đầu muốn chết gì đó. Tôi phải đánh cho nó chừa chứ. Anh không có nghe cái câu dạy con từ thuở nằm nôi, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về hả? Kiệt, sao cứ hổn như người lớn hoài vậy? Nhà này xảy ra bao nhiêu chuyện không đủ hay sao hả? Sao còn gây chuyện đó, gây chuyện hoài vậy? Anh Phong, con Phương nó khóc không phải là do nó nhõng nhẽo đâu. Lúc nãy tôi ẩm nó, cái tã nó bị ướt, rõ ràng là cổ không chịu thay tã cho nó. Con thấy bà đánh em nên con mới đánh bà chứ bộ. Nhà này rộng lớn, biết bao nhiêu là công chuyện. Tôi có ba đầu sáu tay đâu mà lo cho hết. Còn con Phương á, ướt tã ai mà biết đâu kiểm tra hoài. Lê nè, anh biết là nhà này công việc hơi nhiều, cũng cực cho em. Nhưng mà con Phương cháu nó còn nhỏ, chưa biết nói. Em săn sóc nó thì coi ngó tả thiết giùm anh. Chứ nó con nít biết gì mà đánh. Ba đuổi ba đi ba. Người lớn đang nói chuyện, con có im không? Nếu anh đuổi thì tôi đi, tôi đâu có sợ. Lê nè, em chấp nhất con nít làm gì, nó đâu có hiểu chuyện. Bây giờ em ráng giúp anh thêm thời gian nữa nha. Đó, mày nghe rõ chưa? Ba của mày năn nỉ tao ở lại cái nhà này, nghe chưa? Ba mà không đuổi bà, con đi mét nội á. Mét đi. Kiệt. Nội ơi.
Ba ơi, ba ơi, nội xỉu rồi ba ơi. Ba, ba ơi. Cái gì nữa? Ba nội xỉu chổng kìa ba. Hả? Mỡ. Nội. Còn giữ em nha. Mỡ. Nội. Mỡ. Nội có sao mỡ không nội? Bác. Trả nữa. Em cũng gom góp được một chút rồi. Tính đủ rồi trả cho anh một lần luôn. Hay là để em mang tới trả cho anh? Không cần đâu em. Bà kia, bà đi về đi, đừng có dụ dỗ ba tôi. Kiên nè. Thưa bác, con về. Bà, bà nó nói là không qua lại với bà bồ nhí đó mà. Kiên, con không thấy là dì Diệu mới giúp mình hay sao? Nhưng con không thích vì bả mà mẹ mới bỏ đi. Con không để bả vô nhà mình nữa đâu. Thôi, không nói tới chuyện này nữa. Cho con trai rồi kìa. Ra lấy bông băng á, để bà băng bó cho. Chứ để về nhiễm trùng không tốt đâu. Má, má uống thêm miếng nữa đi. Rồi nằm nghỉ, con ra hâm cháo cho má ăn. Má uống trà đường tỉnh rồi không sao đâu con. Nhưng mà con đuổi cô Lệ đi rồi nhắm tìm được người khác không? Bao nhiêu lâu nay là thai mấy đứa rồi đó. Chắc được thôi má. Con sẽ ráng tăng thêm tiền lương cho người ta. Nếu mà họ chơi cực quá thì con sẽ thuê hai người. Một người chăm sóc cho má, còn người còn lại thì lo cho tụi nhỏ. Nhưng mà tiền đâu? Má, má đừng có lo, con tính được mà. Má nghỉ ngơi đi. Ừ. Anh đang nấu ăn cho tụi nhỏ hả? À, anh tranh thủ nấu xong hết, chút nhờ người mang về cho tụi nhỏ với má ăn. Anh ở đây bán tới tối mới về. Anh đã kiếm người giúp việc rồi, nhưng mà chắc phải vài ngày nữa. Ngày mai á, anh nghỉ buổi sáng để nhà lo cho má với con Phương. Tới trưa Kiệt với anh Thư đi học về thì anh mới ra đây mở quán. Mới có một tháng mà nhà anh xảy ra chuyện gì hả? Em không ngờ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Bây giờ trước mắt anh chỉ lo làm sao kiếm được người giúp việc. Con Sáu nó vừa quay lấy chồng, anh không thể nào giữ nó lại được. Lúc đầu anh cứ tưởng là tìm người giúp việc dễ lắm, nhưng mà anh đâu có ngờ gặp đủ thứ chuyện. Nhà anh thì nhiều việc quá, người thì làm không nổi, người thì đòi lương cao anh không trả nổi. Có cái cô Lệ đó cô chịu làm anh cũng mừng, ai dè cô vô trách nhiệm như vậy. Em về nhà trọ lấy tiền để dành hôm nay. Chỉ có một ít thôi, chưa có đủ. Anh nhận trước đi nha. Diệu à, hoàn cảnh của em cũng khó khăn, em giữ đi. Lúc đó anh nói vậy để cho em đỡ ngại thôi, chứ coi như anh lo cho thằng An, anh không có lấy lại đâu. Không được, em đã nói mượn là mượn, em phải trả cho anh. Anh nhận đi. Vậy thì em cứ giữ đi. Em để khi nào đủ rồi em trả cho anh. Anh không có nhận lắc nhắc đâu. Cho tôi phở đi. Dạ, chị chờ chút. Thank you.
rồi An. An ơi, tha lỗi cho mẹ nha con. Mẹ, mẹ mới về hả mẹ? Mẹ, mẹ con sợ con hả? Mẹ, mẹ. Con đi đâu vậy? Con làm mẹ lo muốn chết à. Dạ, thì con bán hết vé số rồi. Quay lại thì không thấy mẹ. Con lấy tiền đi chợ nấu cơm. Con còn quét nhà, giặt đồ rửa chén nữa. À, con quên nữa. Còn cái này là tiền dư nè mẹ. À, mẹ, mẹ ngồi đi mẹ. Mẹ ăn đi. Mẹ đói đó. Sao mẹ khóc vậy? Không có gì đâu con. Con ăn cơm đi. Mẹ với con ăn cơm hả? Dạ. Cộng 9 bằng 15. Dạ. 2 cộng 5 bằng 7. Con hiểu. Giờ con làm tiếp mấy bài này đi. Tương tự như vậy đó. Dạ. Làm xong rồi mẹ coi lại. Dạ, mẹ giỏi quá mẹ. Bây giờ gần nghỉ hè rồi. Nghỉ xong là vô năm học mới. Mẹ sẽ xin cho con đi học lại. Mẹ ơi, mẹ cứ dạy cho con đi. Chừng nào con biết tới lớp 5, lúc đó mình có nhiều tiền rồi, đi học lại cũng được mà mẹ. Nhưng mẹ dạy cho con chỉ là dạy thêm thôi. Con mà đi học lại thì cũng phải bắt đầu từ lớp 2 chứ. Mẹ đi bán vé số cũng có được nhiều mối quen. Mẹ lo cho con được. Con không nhớ mẹ nói hả? Dù có khó khăn con cũng phải ráng học mới có tương lai hả? Mẹ, hay là mai mốt quá mẹ, con học một buổi, một buổi con đi bán vé số với mẹ. Còn buổi tối con học như vậy nè, nha mẹ. Mẹ mua cho con nè. Sao mẹ biết con thích quyển sổ đó vậy mẹ? Tại hồi trưa mẹ thấy con thích. Nhưng mà quyển này tới 20.000 lận, mắc quá, mẹ mua làm gì? Con thích là được rồi. Mẹ không có đủ tiền mua đồ chơi cho con này nọ. Nhưng mà cuốn sổ này mẹ mua cho con được. Con có thể dùng nó để làm toán. Quyển sổ này ghi toán thì ổn lắm. Con sẽ để dành giấy nhật ký. Cảm ơn mẹ. Dạ, anh mua giùm em tờ vé số. Bao nhiêu tiền vậy cậu? Dạ. Dạ. Cô chị 5.000. Dạ, cảm ơn chị. Chị mua giúp em tại mua đâu em. Anh Phong. Ủa, Dư. Anh chưa kiếm được người giúp việc hả? Chưa. Anh có nhờ nhiều người nhưng mà họ không có phù hợp. Với lại nhà anh có người bệnh với cả con nít nữa, cho nên kiếm cũng khó. Hay là đem dọn cho nha. Thôi được rồi. Mấy hôm nay anh bồng bé Phương ra tiệm vậy đó hả? Trời đất, đầu bé Phương sao vậy nè? Thì hôm qua thằng Kiệt với con Thư mê chơi quá, để con bé Phương bò té từ trên giường xuống dưới đất. Anh thấy không ổn nên mới mang nó ra ngoài này luôn. Đến đi con. Anh nói với tụi nhỏ là ở nhà phải học bài rồi coi chừng bà nội luôn. Có gì á thì
thì gọi ra quán bó nó chạy về liền. Được rồi, nín đi con. Hả? Diệu nè, chuyện đi học của thằng Ngang á, anh có thể giúp em được. Anh biết là thằng Ngang nó không thích anh. Mấy đứa con của anh nó cũng không thích em. Anh hiểu tâm lý của tụi nó. Hay là em để chuyện học của thằng Ngang để anh lo cho. Em đừng có nói gì cho An biết nha. Chứ thời buổi bây giờ không có học hành là không có tương lai đâu. Em tới đây kiếm anh cũng là vì chuyện này. Em cũng không muốn thằng An suốt ngày cứ rong ruổi bán vé số với em, sẽ không có tương lai. Sau này nó sẽ cực khổ. Anh giúp giùm em, tiền bạc bao nhiêu em cũng sẽ ráng. Được rồi, đến đi con, đến đi hả? Đến đi. Bà thương, bà thương ha. Được rồi, vậy để ngày mai anh đi lo thủ tục nhập học cho thằng An. Còn về chuyện tiền bạc á, em không cần phải lo đâu. Em cứ giữ đó để lo chuyện học cho thằng An. Mai mốt nó đi học á, em phải lo tốn kém nhiều thứ lắm. Được rồi ba thương, đến đi con. Đi trời, thôi chết. Nồi cháo của bé Phương. Bé Phương à, đến đi con. Bây giờ anh lu bu công chuyện vậy mà còn giúp em. Anh giúp em nhiều quá rồi, mẹ em chưa có làm được gì để đền đáp cho anh hết. Diệu à, em đừng có ngại gì hết. Giúp được em trong khả năng của anh làm vui rồi. Hay tạm thời em sẽ giúp việc nhà cho anh, để cho anh yên tâm buôn bán, tới khi nào tìm được người giúp việc. Chuyện này bây giờ em chỉ giúp anh được chuyện này thôi. Nếu anh ngại thì thôi. Diệu nè, giữa anh với em á đâu có gì phải ngại chứ. Anh chỉ sợ mấy đứa nhỏ nhà anh, rồi thằng An nữa, sẽ làm cho em khó xử. Với lại công chuyện nhà anh nhiều lắm, hiện tại anh cũng khó khăn nên không thể trả tiền công cao cho em được. Anh yên tâm, em lo liệu được. Em không lấy tiền công đâu, coi như trừ nợ từ từ. Em với thằng An sẽ tới nhà anh phụ nguyên ngày. Tới khi anh về thì mẹ con em sẽ về nhà trọ. Diệu nè, như vậy sao được? Em phải có tiền để chi trả mọi thứ, thì nhà trọ nữa chứ. Tiền nợ em cứ để đó từ từ em trả sao. Anh vẫn trả tiền công cho em như lệ thôi. Em mà không nhận thì anh không chịu đâu. Anh để em. Được rồi. Cho tôi dạ, phải. Anh chờ chút nha. Dạ. Đến đi con. Ôi, nín con. Dạ, anh chờ chút nha. Rồi, dì thương. Dì thương. Dạ, anh mua giúp em tờ vé số. Được coi. Dạ. Chờ nha. Dạ, cảm ơn anh. Mẹ ơi. Mẹ, hồi nãy có chú kia mẹ trúng được mấy trăm ngàn luôn á. Chú thấy con bán ế quá, chú mua hết cho con luôn á mẹ. Còn giỏi quá. Tiền đi mẹ. Nè mẹ. Mẹ, giờ chắc cũng sắp sổ số rồi. Không biết nay dán mình bán có ai trúng không mẹ ha. Mẹ, chút nữa mình tới đại lý vé số lấy nhiều. Con mới biết quán cà phê này nè mẹ, có nhiều người lắm, con sẽ vô đó bán. Mình tới đại lý thanh toán cho người ta, rồi không lấy vé số nữa nha con. Ủa, không bán nữa hả mẹ? Ngày mai mình sẽ không bán vé số nữa. Mình sẽ tới nhà chú Phong để giúp việc cho nhà chú. Tới khi nào chú tìm được người rồi mình đi bán lại nha con. Mẹ đâu hứa với con mẹ không gặp chú nữa mà. Nhưng mà bây giờ hoàn cảnh chú khó khăn lắm. Dì Tuyết đã bỏ nhà đi rồi, chú không tìm được người giúp việc để chăm sóc cho bà với mấy em. An à, chú giúp mẹ con mình nhiều lần rồi, chú còn lo thủ tục nhập học cho con nữa đó. Con đã nói là con không cần
còn đi học. Mẹ gạt con, mẹ thương Vũ, mẹ tính bỏ con để cưới Vũ đúng không? Con nghe mẹ nói nè, không phải như vậy đâu. Con sao không tới nhà chú Phong nó đâu? An, nghe mẹ nói nè An. An, hổm rài vì không gặp mẹ với con. Con sao vậy? Có chuyện gì hả? Mẹ con đâu rồi? Mẹ con bỏ con hay vậy? Sao mẹ lại bỏ con? Con có chuyện gì? Nói gì nghe coi. Mẹ con bị cái gì đúng không? Mẹ con tới chú Vọng á. Mẹ con tới làm giúp việc nhà chú nữa. Mẹ gạt con. Bố mẹ sẽ cưới chú và bỏ con. Mẹ con không còn thương con nữa. Nghe dì nói nè, trên đời này mẹ con là người thương con nhất. Không có ai thương con, lo cho con giống như mẹ của con đâu. Biết đâu mẹ con cần tiền nên mới tới nhà chú Phong làm giúp việc thôi. Con bỏ đi như vậy, mẹ con lo lắng buồn lắm. Hãy dợ dày đi, dì chở con về, dì nói chuyện với mẹ con. Tối rồi con đi bậy bạ về nguy hiểm lắm nghe. Dạ. Đi. Ê. Vậy. Đẩy xe lại đây cho tao một cái. Nín. Con trai mà khóc nhè. Ê, chúc mày đi bộ về nha. Ủa, nay không làm hả? Đi đâu vậy? Nay tao nghỉ. Đói móc mỏ ra còn mày đặt lo chuyện tào lao nữa. Kệ tao. Nhỏ này. Lên xe con. Dạ. Đi đâu vậy? Mày kiếm con quá trời à. Bật đèn đâu chị? Ở bên kia đó em. Em gặp nó đi lang thang ngoài đường cho nên chở nó về nè. Chị cảm ơn em nhiều nha. Nó nói với em, chị vô làm giúp việc nhà anh Phong bỏ nó. Sao tự nhiên vô đó làm giúp việc vậy? Anh Phong bây giờ hoàn cảnh khó khăn lắm. Má ảnh thì bệnh nặng, vợ ảnh thì bỏ đi. Tụi nhỏ không có ai trông coi hết. Chị chỉ định giúp ảnh cho tới khi ảnh tìm được người giúp việc thì thôi. An, mẹ đã dạy con, ai giúp mình thì mình phải đền đáp. Chú Phong giúp đỡ mình nhiều lắm đó con. Tiền phẫu thuật lần trước của con cũng là chú Phong cho mình mượn đó. Đó, con thấy chưa? Mẹ con chỉ là muốn trả ơn cho chú Phong thôi, chứ không phải mẹ thích chú hay là muốn cưới chú đâu. Lớn rồi, đừng có làm gì cho mẹ buồn nghe không? Con xin lỗi mẹ. Mình sẽ tới nhà chú Phong làm giúp việc. Nhưng mà chừng nào chú tìm được người khác
Con với mẹ bán vé số tiếp nha mẹ. Ừ. Chị cảm ơn em nhiều nha. Có gì đâu mà cảm ơn em hoài à. Bộ chị chê cái nghề của em rồi không muốn nhận em làm em hả? Không phải. Tại vì mẹ con chị ở đây không quen biết ai hết. Chỉ có mình em là bạn thôi à. Em biết rồi. Thôi em về nha. Ừ. Dì về nha An. Dạ. Cảm ơn dì Thu. Mẹ, tay mẹ bị sao vậy? Tại lúc nãy mẹ chạy theo con, không cẩn thận nó bị dấp té thôi. Mẹ không sao đâu. Để con hứa với anh xe dì Thu đi mua băng keo cá nhân cho mẹ nha. Ừ. Má, má uống nước đi má. Ừ. Vậy con đã nói với tụi nhỏ chưa? Dạ chưa. Con định á là nói cho má biết trước. Má, Diệu không phải là người xấu giống như mọi người nghĩ đâu. Má cho Diệu tới đây làm giúp việc nhà nha má. Con thật sự muốn nó làm giúp việc cho nhà mình, hay là con muốn tạo cơ hội cho nó bước chân vô cái nhà này? Má, con thiệt là không có ý gì với Diệu hết. Không lẽ là má không tin con? Bây giờ sức khỏe má ăn vậy đó, má cũng đâu có giúp đỡ được gì cho con. Thì cái gì tốt cho con, cho cháu của má thì má đồng ý hết trơn á. Con Tuyết nó cũng bỏ đi rồi, coi như là hai đứa khó quay lại với nhau. Sau này con có đi bước nữa má cũng không cản. Nhưng mà con phải chọn lựa cho kỹ. Bởi vì bây giờ không phải là chọn vợ cho con, mà chọn mẹ cho cháu của má. Tạm thời con chưa nghĩ tới chuyện đó đâu. Diệu á, con chỉ muốn giúp con trong thời gian con tìm người giúp việc khác thôi. Vậy con cứ cho nó vô làm thử coi sao. Dạ. Nhưng mà tụi nhỏ thế nào cũng phản đối à. Đâu, con ra kêu tụi nó vô, má nói thử với tụi nó coi sao. Dạ. Kiên, Thư, vô phòng bà nội. Bà nội có chuyện muốn nói với tụi con kìa. Dạ. Con đang coi hay, chúc con vô. Tắt TV vô liền. Ê, bà bé, bà bé, bà bé. Ồ, bà bé, ồ, con. Nghe không? Bước vô. Ồ, được rồi, bà bé, ngoan nha con, ngoan. Bà bé, ba thương mà. Ừ. Bà bé nha. Nội, chị gì vậy nội? Chờ chút xíu nội nói cho nghe. Có gì nội nói lẹ đi, con còn coi tivi nữa. Đang coi cái hay mà. Cha mày, để từ từ nội nói chứ làm gì mắc coi tivi. Đang khúc hay mà nội. Đây nè, nội nói cho nghe. Ngày mai á, dì Diệu sẽ tới đây để làm phụ việc nhà cho mình, hen. Sao? Ý con sao? Con không thích bà. Ba mướn người khác đi. Con muốn bà đó ở nhà con đâu. Dì Diệu á, chị tới nhà mình giúp việc nhà thôi. Tối dì với lại bé An sẽ về nhà ngủ, chứ dì đâu có lại đây đâu con. Cho dì Diệu làm giúp việc cho nhà mình đi, đỡ tay đỡ chân chứ đâu có ai làm đâu con. Con nói rồi, không là không. Con cũng không có cho. Chứ bà hỏi hai đứa nè, bây giờ không có ai làm việc nhà, mà bà phải đi bán quán phở rồi. Không lẽ bà bán có một buổi sao đủ tiền trang trải, lo tiền học, lo tiền ăn uống của tụi con với gia đình. Thì thôi thôi thôi, đừng có nói nữa. Giờ tụi nó không có chịu gì Diệu thì thôi, mình chịu theo ý tụi nó đi, đúng không? Bây giờ nè, bà nội á bệnh, bà nội mệt lắm, không có làm được việc nhà. Thôi con chịu khó đi chợ nấu cơm ngang hang. Rồi con á, con quét nhà nè, con giặt đồ phụ cho ba ngang. Rồi con giặt tả,
Ờ hay quá, còn giặt tả được lắm á. Rồi con chăm em bé nha, dỗ em bé ngủ cho em bé bú luôn nha, chịu không? Hả? Sao? Thôi con không làm đâu, trước giờ con có làm mấy cái đó đâu mà biết làm. Ủa chứ giờ làm sao Thư? Con cũng không có biết làm đâu. Ờ hay quá ha, không biết làm mà kêu người khác vô phụ làm không cho. Dì Diệu chỉ tới đây làm giúp việc nhà cho nhà mình thôi. Bây giờ có muốn cho bà nội làm rồi bà nội bệnh, bà nội chết sớm ha, phải không? Chính vì vậy cho nên ba mới nhờ dì Diệu làm. Mà dì Diệu giúp việc cho nhà mình cho tới khi ba tụi con tìm được người phù hợp thôi. Nha, chịu không? Dì Diệu á, rất là tốt. Dì Diệu chỉ là bạn cũ của ba thôi. Ờ. Nè, nếu dì mà là bồ nhí của ba thì khi mà mẹ con Diệu bỏ đi á, là ba đã rước dì về rồi. Ba đừng có dụ con. Con nói không là không. Ba định rước bà đó về đúng không? Nhà này là của mẹ con tụi con. Bà mà tới nữa, con sẽ đuổi bà đi á. Kì. Sao? Thư nè. Thư ngoan nè. Thư cho dì Diệu vô làm nha con. Khi nào á mà ba tìm được người giúp việc khác á thì dì Diệu nghỉ rồi đi chỗ khác nha con. Ừ. Nghe. Con cũng không muốn nghe ba dụ đâu. Nè. Trời ơi. Hai đứa này dụ khó quá con. Thôi, con cứ kệ tụi nó đi. Để coi tình hình ngày mai coi rồi tính tiếp. Để rồi má nói thêm với tụi nó. Ừ, dạ. Sao mẹ không ở lại đây với tụi con? Ba sắp đem cái bà xấu xa đó về đây rồi. Anh hai, ba là của mẹ với tụi mình. Anh hai nghĩ cách gì đi anh hai. Đừng có để bà cướp ba của tụi mình. Anh có cách rồi. Sáng mai tụi mình sẽ hành động. Không có để bà vô cái nhà này. Hôm nay chủ nhật hai đứa về sớm vậy, đừng có chơi nữa, ăn cháo được không? Nè, ăn đi con. Ba ơi, lát nữa ba cho tụi con ra sân chơi nha. Ừ, ăn hết cháo rồi ra sân chơi. Dạ. Nhớ nè, coi ngó em cẩn thận, không ra đường xe cộ nghe chưa? Dạ. Ăn đi con. Đi em, đi ra sân. Thư kìa. Bà tới kìa anh hai. Hôm nay về tới giúp việc nhà, mở cửa cho dì Giang ăn vô nha. Bà đi đi, tôi không cho bà vô nhà tôi ở đâu. Đồ xấu xa. Bà đi đi. Hai bà không được hổ với mẹ tôi như vậy. Mẹ tôi chỉ tới đây giúp việc nhà thôi mà. Mẹ mày định cướp ba tao, tao không có ngu đâu. Hai đứa đừng có hiểu lầm. Dì tới đây để giúp việc nhà. Dì chỉ là bạn của ba con thôi. Dì chỉ giúp tới khi nào ba con kiếm được cô giúp việc thì thôi. Bà là một gì ghẻ ác độc. Vào nhà rồi thế nào bà cũng hành hạ tụi tôi, rồi đuổi tụi tôi ra khỏi nhà như trong mấy chuyện cổ tích. Mẹ tôi rất tốt bụng, không phải gì ghẻ gì hết á. Hai bạn không được nói mẹ tôi như vậy. Ta thích nói á thì sao? Đi đi, cái đồ gì ghẻ. Bà đi đi. Anh xin lỗi nha, em vô nhà đi, để anh dạy lời tụi nhỏ. Không sao đâu anh, em hiểu mà. Ủa, đây là vợ mới của anh đó hả? Mẹ của con chỉ tới là giúp việc nhà cho chú Phong thôi. Mẹ con là vợ của ba
Tôi chỉ là giúp việc nhà cho anh Phong thôi à. Cô Lụi nè, ăn bậy chứ nói bậy không có được nha. Chiều đây là bạn cũ của tôi lâu lắm rồi, phụ giúp tôi trong lúc tôi tìm người giúp việc mới thôi. Vậy hả? Tại vì tôi nghe mấy đứa nhỏ nó kêu á, dì ghẻ này nọ, tôi cứ tưởng. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Rosa, là láng giềng của anh Phong nè. Tôi được sở hữu giọng hát thật ngọt ngào đó nha. Cô muốn nghe không? Tôi hát vài câu giọng cổ cho hai mẹ con nghe nha. Cảm ơn chị nha. Ngày nào á, nhà tôi với hàng xóm ở quanh đây cũng nghe giọng hát ngọt ngào của chị rồi. Hôm nay chị nghỉ bữa nha. Ủa, gì tên là Rosa hả gì? Mà xà là rắn đúng không vậy? Cái gì mà rắn với xà xà? Dì tên là Rosa, tên tiếng Anh đó. Con có học ngoại ngữ không? Nói gì đâu mà quê quá trời hả? An nè, Rosa tức là nghệ danh của dì đó. Dì tên là Rosa chứ dì tên Lụ. Anh này, bỏ cái tên Kiều Thị Lụ đi. Người ta tên là Rosa mà cứ Lụ Lụ hoài à. Tại tôi quen miệng đó giờ mà chị. Ủa hôm nay chị không có xô xiết gì hả chị? Không. Không thể nhà nghỉ ngơi nha. Thôi vô đi em. Dạ. Đi chào chị nha. Xạo với tôi á hả? Nhìn một cái là tôi biết liền mà. Coi xạo với tôi được bao lâu ha. Tin xốp dẻo, tôi đi báo với mấy bà hàng xóm biết đây. Má ơi. Má, vừa dưới bé ăn tới rồi nè. Dạ, con chào bác. Dạ, con chào bà. Sau đó anh ra quán, có chuyện gì em gọi điện thoại ra quán cho anh nha. Dạ. Má, con ra quán nha má. Chú đi nha. Dạ. Con xin phép bác, con ra ngoài dọn dẹp. Có gì bác cứ gọi con. Thưa bà con đi. Giờ làm sao đuổi bà? Đợi ba ra quán phở đi. Anh ra, anh lấy súng nước, anh bắn bà. Hai đứa con tính bày trò gì nữa vậy? Con giấu cái gì? Đưa đây cho ba. Sao ba lấy súng của con? Nè, ba cảnh cáo tụi con lần cuối cùng, không có hổn với dì Diệu. Dì Diệu tới đây á là giúp đỡ cho gia đình mình. Tụi con mà hổn với dì Diệu một lần nữa là ba đánh đòn thật là nặng nghe chưa? Cái súng nước này con tính làm gì? Con tính bắn dì Diệu đúng không Kiệt? Ba tịch thu nó. Ba nói cho tụi con biết, tụi con nhớ lại lời bà nội nói đi. Nếu mà dì Diệu không làm ở gia đình mình nữa thì toàn bộ công việc nhà tụi con phải chia nhau ra làm. Giặt đồ, nấu cơm, coi em, rửa chén. Tụi con làm được không? Ba trả súng lại cho con. Ba không nhiều lời với con. Con ba đánh nồi nữa hay không? Giờ mình làm sao? Ba dữ quá à. Em sợ. Bây giờ mà mình ra tạt nước bà giống hồi nãy nữa, ba cũng quýnh mình à. Anh có cách này nè. Bây giờ mình phá bà đi. Phá chừng nào bà hết chịu nổi rồi bà đi nha. Vô mẹ nói nè. Dạ. Dạ. Con coi chừng em, để mẹ đi chợ mua đồ ăn về nấu cơm. Dạ. Nhớ coi chừng em té nghe không? Dạ con biết rồi. Với lại là ở nhà bà có kêu gì nhớ vô phụ bà nghe. Dạ. Em ơi em à. Em ơi em à. Em ơi em biết nói chưa? Em ơi mà. Hả?
em té thì sao? Mẹ, kiện lại anh Thư á, xả rác tùm lum nhà cửa, làm dơ cái nhà nữa. Con nói mà tụi nó không nghe, tụi nó cố tình xả cho mình dọn á mà. Kệ tụi nó đi mẹ, mình về. Con à, mẹ đã nhận lời giúp chú Phong thì mẹ nhất định phải giữ lời hứa. Mình phải trả ơn chú Phong đã giúp mình chứ. Mẹ sẽ vô nói chuyện với hai bạn. Con ngoan, đi vô nhà đi con. Tao xả nữa nè. Tôi nói xả thôi cơ mẹ. Nè, nè, hai đứa dừng lại chưa? Giờ nói hai đứa nghe không? Nhà của tôi mà, tôi muốn làm gì làm. Tôi sẽ hoài luôn á. Xả nữa nè. Tụi con làm vậy chỉ muốn dì rời khỏi cái nhà này chứ gì. Nhưng mà dì sẽ không đi cho tới khi ba tụi con kiếm được cô giúp việc mới thì thôi. Tất cả những dầu ăn nè, nước mắm nè, giấy tập tụi con xả ra như vậy đó đều là do ba tụi con phải bỏ tiền ra mua. Bây giờ tụi con xả, ba tụi con phải mua lại rồi tốn tiền nữa đó. Anh hai, dạo này ba ít tiền lắm á. Hay là mình thôi nha anh hai. Đồ xấu xa, tôi đá bà nè. Con không được hổn với chị, con dừng lại chứ. Con không được hổn với chị. Tôi đá bà tiếp á. Nè, mày dám đá mẹ tao. Dám mẹ tao rồi. Nè, nói rồi. Con đá mẹ tao. Con không nghe lời mẹ hả? Trời ơi, cái gì vậy? Cái gì vậy? Tại sao vậy? Hả? Đố hộn với mẹ con, còn xả rác tùm lum nữa nè. Nội, nội đừng có nghe lời nó. Nó quýnh con á nội. Nội, nội đuổi hai mẹ con nó đi đi nội. Nội, nội. Cô giải quyết chuyện tụi nhỏ đi. Chứ không lẽ chuyện gì cũng để người bệnh tôi ra giải quyết sao? Thư kéo bà ra. Sao bà vừa la cháu bà đi mà la mẹ con? An, con không được hổn với bà nghe chưa? Nội. Dạ, con xin lỗi bác. Bác vô nằm nghỉ đi bác. Nội, nội đuổi bà đi đi nội. Nội. Thôi, nội đã nói với tụi con rồi. Dì Diệu ở đây để phụ giúp cho ba con, để cho ba con buôn bán có tiền phụ giúp gia đình, lo cho tụi con. Đuổi dì Diệu đi hả? Rồi ai lo công chuyện đây? Con có nấu ăn được không? Dạ. Hả? Rồi con, con có đi chợ dọn dẹp được không? Hả? Con làm được không? Con trả lời nội nghe. Ờ, vậy thì thôi, cứ quậy phá hoài làm sao mà ai chịu nổi. Con để cho dì Diệu làm phụ gia đình chứ con. Thôi á, nội mệt rồi, nội vô nghỉ đi. Dạ. Dọn dẹp đi. Dạ. An, mẹ biết là con bên mẹ, nhưng trong bất cứ trường hợp nào con cũng không được đánh nhau hết. Tụi nó sai trước á, sao mẹ chưa la tụi nó mà mẹ đi la con? Mẹ sẽ nói chuyện với hai bạn sao? Mai mốt á, con không được đánh nhau nữa nghe không? Con cãi lời mẹ đúng không? Xin lỗi, mốt con không làm gì nữa. Thôi, con vô coi chừng em đi, để mẹ dọn dẹp ở đây cũng được. Thôi, con dọn phụ mẹ cho. Mẹ con phải đi chợ nấu cơm nữa. Ừ, hai mẹ con mình cùng dọn nha. Ừ. Cậu đi đâu mà sao lâu về quá vậy? Có cậu ở đây, thế nào cũng đuổi bà đi được. Anh hai, bà vô kìa. Kiệt Thư, về nấu cơm xong rồi, hai đứa ra ăn đi. Bà vô phòng tôi xin phép chưa? Tôi không ăn á, bà đi khỏi nhà tôi đi. Mẹ ơi, mẹ nghỉ tay chút xíu ăn cơm đi. Con lấy cơm cho hai em ăn đi, để mẹ nấu cháo cho bà xong, mẹ ăn sau. Dạ. Gỡ cái cho tôi. Bộ không biết tự gỡ hả? Đó
giờ dì Sáu cần gỡ cá cho tôi không à? Con tập ăn cá đi, phải tập dần thì mới biết cách để lừa xương được. Tôi không ăn, bà không gỡ cá cho tôi là tôi mét bà nội á. Thôi, bà đang bệnh, để cho bà nghỉ. Để đó, dì gỡ cho. Của tao. Đây. Của tao. Thôi, hai đứa đừng có giành nhau nữa. Mua ra ngoài ăn. Hai đứa ăn đi nha. Vậy lấy cháo lên cho bà. Thôi thôi, cô đem ra ngoài đi. Con đỡ bác dậy ăn nha. Thôi, bác phải ăn rồi uống thuốc mới khỏe được. Con đút cho bác ăn nha bác. Thôi khỏi, để tôi tự ăn được rồi. Con cảm ơn bác, lúc nãy đã nói giúp cho con với tụi nhỏ. Tôi đâu có giúp cô, tôi đang muốn giúp thằng Phong thôi. Cô cũng thấy tụi nhỏ rồi đó. Cô nhắm làm được thì cô làm, còn không thì thôi, đừng có để sinh ra nhiều chuyện. Dạ, tụi nhỏ nó chỉ nghịch phá vậy thôi à, con làm được. Con đã hứa là con sẽ giúp cho anh Phong rồi. Dù bây giờ con Tuyết nó bỏ đi, nhưng không có nghĩa là cô có thể bước chân vô cái nhà này. Nếu cô có ý nghĩ đó thì đừng có phí công, vô ích. Dạ, bác hiểu lầm con rồi. Con thật sự là muốn giúp cho anh Phong thôi. Chuyện năm xưa cô không hận tôi sao? Mà bây giờ cô còn muốn giúp thằng Phong chăm sóc tôi với mấy đứa nhỏ con Tuyết. Dạ, chuyện năm xưa con đã không còn nghĩ tới nữa. Con và anh Phong không có duyên tới với nhau, nhưng mà hết tình thì còn nghĩa bác. Tôi nghe cô đi bán vé số, nếu mà so với làm việc nhà đó thì bán vé số có vẻ thoải mái hơn à. Dạ, con thật lòng muốn giúp anh Phong vượt qua giai đoạn khó khăn này. Bác ăn cháo đi bác, để con lấy thuốc cho bác nha. À, cậu Út. Cậu Út. Kiệt Thư. Nè, cậu có quà cho hai tụi con nè. Một bánh cho Kiệt. Cảm ơn cậu. Sô-cô-la cho Thư. Với lại sữa cho bé Phương nữa, thích chưa? Cậu đuổi bà đó đi đi cậu. Bà nào? Bà trong bếp á, để con dẫn cậu đi. Đi cậu, đi. Đi cậu, đi. Đi cậu. Đi lẹ lên cậu. Đi xuống đây cậu. Bà đó đó cậu. Ba của con á, kêu bà tới làm giúp việc nhà á. Nội cũng minh bả, không có gì đuổi bà đi đó cậu. Cậu, còn đuổi bà đi đi cậu. Bà kia, ai cho phép bà vô nhà này làm giúp việc hả? Anh Phong không tìm được người giúp việc,
nên tôi tạm thời giúp ảnh thôi. Bà nói xạo, nhà có cô Lệ tại sao nó không chứ? Tôi mới đi thành phố có mấy bữa về, vậy mà ở nhà lung tung hết. Mày đi chưa? Đi liền đi. Đi chưa? Đi đi. Bà đi đi. Bà đi nhanh lên nào. Đi. Còn ngồi đi, 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 đi nữa. Đi đi. An, đi con. Mày đi chưa? Mày đi lẹ lên. Mày làm gì vậy? Mày đi đi. Đi lẹ lên. Lẹ lên coi. Mày đi ra khỏi nhà tao. Nhà này của mẹ con tao biết chưa? Mày làm gì mày vậy? Mày đi ra khỏi nhà tao. Nè, hai mẹ con mời đi đi. Ở đây làm gì nữa? Đi đi. Đi nhanh lên đi. Đi. Đứng đây làm gì nữa? Đi đi. Phúc, hả? Nhà có chuyện gì ồn ào quá vậy? Mới tới cổng nó nghe ồn ào rồi. Hay quá. Gì chịu? Nè, anh về đúng lúc lắm. Anh còn chối á, không tư tình với bả nữa hả? Chị tôi mới bỏ đi một tháng mà đã rước bả về. Kiệt, ẩm em dạ. Đi con. Hôm nay tôi phải cho tên bội bạc như anh một trận mới được. Nè, tôi với Diệu á, không có chuyện gì hết. Tôi đã nói với cậu rồi mà sao cậu không tin? Diệu tới đây á là giúp việc nhà giùm cho tôi. Trong lúc á tôi kiếm người giúp việc mới. Anh đừng có làm bộ. Anh đuổi cô Lệ đi, kiếm cớ rước bả về đúng không? Cậu đừng có ăn nói hồ đồ như vậy. Cô Lệ bị tôi đuổi đi á, Diệu cổ là người vô trách nhiệm. Cậu không tin á, cậu hỏi hai đứa nhỏ đi. Có thiệt là vậy không? Là cô Lệ đánh em Phương, rồi còn đánh anh hai nữa, rồi để bà nội té xỉu nữa, bà mới đuổi cổ. Có đúng là vậy không? Dạ đúng rồi. Bà đó dữ lắm cậu, nhưng tụi con cũng không thích cái bà đó đâu. Cậu đuổi bà đó đi đi cậu. Bao nhiêu người anh không mướn, mướn bỏ hoài vậy? Anh đuổi bà về chưa? Bằng không á, tôi quẩy chỗ này đó. Tôi quẩy anh đó. Đây là nhà của tôi, cậu đừng có ngang ngược. Nè, bà ẩm con, lại đi. Nè, cậu tưởng á, kiếm một người giúp việc tốt, dễ lắm sao? Tôi cũng thay mấy người rồi. Nếu cậu không thích Diệu, thì cậu đi kiếm cho tôi một người giúp việc khác tốt hơn đi. Thôi, đến đi con, đến đi, đến đi bà thôi. Hả? Đến đi. Kiếm một người giúp việc mà, chứ đâu phải tìm vợ đâu mà khó khăn vậy. Thôi 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 bà thương, đến đi con. Còn bà nữa, từ ngày mai, bà khỏi tới đây làm nữa, mày đi đi. Nè, đến khi nào á, cậu kiếm được người giúp việc mới đi rồi hãy tính. Mà rủi cậu không kiếm được á, thì việc nhà tôi ai làm? Tôi làm, được chưa? Cậu làm. Để coi, anh còn lý do lý chấu gì dọn đường cho bà về đây nữa không? Mẹ, chú đó nói chú đó làm kìa mẹ. Hay là ngày mai mình đi bán cái số rồi, đừng có ở nhà có mấy người này nữa. Nếu như anh làm được, thì từ ngày mai tôi sẽ không tới đây làm nữa. Còn chuyện tôi với anh Phong, tôi đã nói với anh nhiều lần rồi, anh không tin tôi cũng không muốn nhắc lại nữa. Anh Phong, em về nha. Diệu, anh cảm ơn em. Còn giấy tờ nhập học của thằng An á, khi nào em chuẩn bị đầy đủ á thì đem tới quán phở cho anh nha. Dạ. An, chào mấy chú về đi con. Thôi mấy chú uống giờ. Được rồi bà thương, đi chào đi con. Lỡ mình trong học ai nghe. Đến đi à, bà đúng là mẹ nào con đó. Chào người lớn mà không thèm nhìn mặt ai hết, hỗn hào. Có thiệt là cậu làm được không? Anh khỏi lo, thằng Phúc này đầu đội trời chân đập đất, có cái việc nhà này còn con xá gì. Cậu Út giỏi quá, đuổi được bả đi rồi. Cậu Út là số 1. Yeah. Có cậu Út ở đây đảm bảo với tụi con, không để mẹ với tụi con bị thiệt thòi đâu. Dạ. Nè, cháu đang đói đó, cho cháu nó bú sữa đi. Ủa, vậy luôn á hả? Ủa, con tôi hay con anh vậy? Ngoan nha. Nè, đến đi em. Ờ, anh Hương, anh Hương. Chào cả nhà. Thank you.
cái gì mà như bãi chiến trường vậy nè. Dạ cậu Út, có chuyện gì vậy cậu? Hôm qua cậu thấy nhà gọn gàng lắm mà, sao bữa nay tùm lum vậy? Ngoan nha, ngoan nha, bà thương ha. Nè, ngoan nha. Anh đừng có nói anh cố ý bài bời tùm lum để cho tôi dọn dẹp nha. Nhà này ngày nào mà chả vậy? Tụi nhỏ đó bày đó. Ồ, ngoan ngoan ngoan, la hoài á, có gọn gàng được đâu. Sao tụi con quậy dữ vậy? Đó thôi nhờ tụi con chơi vậy không à, quen rồi. Chuyện chút xíu mà cậu cũng la tụi con nữa. Nè, hai đứa con tới giờ đi học chưa? Ngồi qua đây chơi hoài vậy? Dạ. Ê, bye bye anh hai, chị ba đi học nè. Anh đi nha. Thưa ba, cậu Út con đi học. Ba, cậu Út con Kiệt. Đi học. Kiệt. Dạ. Nhớ coi ngó em nghe chưa? Con biết rồi. Đi cẩn thận đó. Ê, đúng không? Nè, ông cháu coi. Nè, qua cậu nha con. Đó. Anh mới cho bé Phương uống sữa. Nè, bây giờ em chơi với cháu một chút, rồi tí nữa cho nó ngủ nghe chưa? Nhớ đó, giờ giấc pha sữa, liều lượng pha sữa, anh có ghi dán trên cái hộp sữa để dưới bếp rồi. Nhớ coi chừng cháu đàng hoàng, đừng để nó bò lung tung rồi té đó. Nè, còn má anh nữa, nhớ chạy ra chạy vô, coi ngó giùm anh nha. À quên nữa, hồi sáng á, sợ em không biết đi chợ, anh tranh thủ đi chợ cho em rồi đó. Coi làm món gì ngon ngon cho tụi nhỏ nè, rồi nấu cháo cho má anh, rồi pha bột, ăn dặm cho bé Phương nữa. Nhớ chưa? À còn nữa nè, hai cái thao độ để phía sau đó, nhớ nha, giặt phơi cho kịp nắng. Đồ của bé Phương á phải giặt riêng nha. Làm được không? Trời, anh xem thường tôi quá. Tôi là thằng Phúc, đầu đội trời, chân đạp đất, ba cái việc còn con này sai gì chứ. Tôi làm một chút là xong liền. Anh á, đừng có kiếm cớ, kêu bà kêu qua đây ha. Ôi nín nín nín, cậu thương kêu được thì làm đi. Có gì đó gọi điện ra quán cho anh. Dành ra quán đi. Khó khăn đi. Nhớ gọn gàng chút đó. Biết rồi mà. Con thấy chưa, cậu vì tụi con á, cậu chỉ muốn giữ ba con ở lại nên mới vậy. Sau này con lớn lên, con phải thương cậu, con phải phụng dưỡng cho cậu biết chưa. Gì vậy? Trời ơi, cái gì vậy nè? Trời ơi, con ơi, con tè sao con không nói trước cho cậu biết? Trời ơi, dẹp cái quần luôn nè. Trời ơi, con ơi, con thương. Trời ơi, sao con mất vệ sinh quá vậy con? Chết rồi. Trời ơi, sao tùm lum hết đi nè? Ôi, đây nha, nằm yên đi nha. Để mệt không con? Dạ. Đang nghe thêm chút xíu nữa nghe con. Dạ. Chị mua giùm em tờ giấy số. Con mua giùm con đi con. Dạ, cảm ơn. Chiều nay mình ghé tiệm bánh kem, con thích kiểu nào mẹ mua cho con nha. Ủa, sao mẹ lại mua bánh kem cho con? Hôm nay là ngày sinh nhật của con không có nhớ hả? Con quên mất tiêu, mà năm nào mẹ cũng nhớ, có mình còn quên à. Mẹ nhớ hay ghê luôn á mẹ. Tại đây là ngày đặc biệt nhất trong cuộc đời của mẹ, vì đã có con. Mà mẹ, sao mình không chịu nấu chay cho nước đi? Mẹ mua bánh kem chi vậy mẹ? Vì tại lúc trước mẹ không có nhiều tiền mua bánh kem nên mẹ mới nấu chè. Lên đây rồi á, mẹ muốn mua cho con cái bánh sinh nhật đầu tiên. Thôi mẹ, bánh nó mắc lắm, với lại con cũng không thích nữa. Con chỉ thích mẹ nấu chay cho nước cho con thôi. Mẹ, mẹ nấu chè cho nước nha. Nếu vậy, chiều mẹ về mẹ mua bột với đậu về, hai mẹ con mình làm ha. Dạ. Đi con. Dạ. Dạ, bác ủng hộ con tàu đi bác. Ông ủng hộ con đi. Mua giùm con đi.
Con ở đó chơi nha, đừng đi đâu hết á. Đứng đó nha. Cô giùm con đi không? Trời ơi, sao để nhỏ ngoài nắng vậy nè? Ồ, nín 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 con. Ồ, ồ, về bồng, về bồng. Chú ơi, thằng nhỏ khóc quá nè chú. Cảm ơn cô nha. Ồ, nín đi, nín nín, ông thương. Ồ, ông thương. Không biết ở nhà đó có chăm được cho bé Phương không nữa. Bển con bán nha mẹ. Ừ, con bán xong lại đây ngồi đợi mẹ nha. Mẹ bán xong rồi mẹ quay lại. Dạ. Mẹ, mẹ ngồi nghỉ đi mẹ. Ừ. Con đi nha mẹ. Ờ. Trời ơi, Phúc ơi, sao đỡ em nó khóc dữ vậy Phúc? Trời ơi, gì vậy mẹ? Ờ, thì con đưa nín đi, con nín đi. Ờ, con giỏi nha, con giỏi nha. Phúc ơi. Dạ, bác kêu con. Phúc ơi, Phúc. Dạ, con lên liền. Nước sôi. Ủa, cái gì vậy? Hả? Nấu gì vậy? Dạ. Sao con đem lên này? Con đang nấu canh, bác kêu con lên đây, con phải bưng cái nồi lên theo chứ. Người đâu của đó mới an toàn. Ôi trời đất ơi, rồi cái bếp ở dưới. Lửa đang cháy dưới. Ôi trời. Rồi mày ẩm em chứ, rồi mày để gì rồi đó nhào nhào, nó té làm sao? Dạ. Trời ơi, con làm cái gì mà con bỏ con nhỏ. Trời đất ơi, ôi cha trời ơi, đây. Con làm cái gì con bỏ con nhỏ ở trong cái nồi một mình rồi nó té làm sao? Dạ, bác thông cảm giùm con. Tại con lo nhiều thứ quá nên con không nhớ gì hết. Dạ. Bây giờ con cho bác miếng nước uống thuốc đi. Ở trong phòng hết nước rồi. Dạ, bác đợi con chút. Con xuống, con lấy nước cho bác liền. Thương con, ngoan con. À bác ơi. Hả? Con chợt nhớ một chuyện. Ờ. Là con quên nấu nước. Trời ơi. Nhưng bác yên tâm đi, con là đầu đội trời chân đập đất, con xuống con nấu nước cho bác liền. Dạ. Mà bác ơi. Hả? Con lại chợt nhớ một chuyện. Chuyện gì nữa? Anh Phong có dặn con là nấu cháo cho bác. À. Mà bây giờ con cũng quên nấu cháo luôn. Trời ơi, chưa bác, bác yên tâm, con xuống con nấu cháo liền. Dạ. Còn gì nữa? Dạ. Bác ơi. Con chợt nhớ một chuyện nữa là bây giờ con làm cái gì hả bác? Con nấu cháo. Nấu cháo. Trời ơi, nấu cháo. Trời ơi. Bây giờ con làm cái gì bây giờ á? Trời ơi, sợ thằng này luôn á. Dạ, con chào bác. Làm gì luôn. Trời ơi, sao nó khóc dữ vậy nè? Ôi, nín còn nín. Cô đến đây cô làm cái gì vậy hả? Tôi tới đây của anh làm gì có xuể không? Trời ơi, ta ướt hết rồi nè. Anh không thay tả cho nó hả? Đúng rồi. Thay nó. Hay anh chưa cho nó bú nên nó đói? Nó chưa đâu bú, tôi còn ép cho nó bú nữa kìa. Làm sao mà nó đói được? Trời ơi, chết rồi. Anh coi sữa đổ hết rồi kìa. Trời ơi, bác ơi, kiến cắn nó nhiều quá nè. Trời ơi, chết rồi. Sao mà đỏ hết trơn vậy nè? Thôi, để con vô tắm cho nó bớt ngứa nha bác. Đi, vô tắm cho em đi. Trời ơi. Trời, nè. Phương, bé Phương. Bé Phương. Để con vô con. Thôi, con ơi. Bác thấy việc nhà con làm không có thể. Để cho con Diệu nó làm. Để cho con Diệu nó làm mà. Bác ơi, con là thằng Phúc đầu đội trời chân đập đất. Tại mấy cái này con chưa quen thôi. Từ từ nó cũng vô guồng hết à. Rồi cái chuyện mà kiếm người làm á, rồi con kiếm người một tí người ta tới liền. Bác mà để bả làm á là tan nát cái tổ ấm nhà mình đó. Thôi con, bác biết rồi. Bác biết con là đầu đội trời chân đạp đất. Dạ. Chứ nếu mà chân con lên trời là nãy giờ chết cha rồi. Thôi được rồi, để cho con Diệu nó làm nha. Đừng có kêu người khác nha. Bác ơi. Kêu người khác mà giống con là chết nữa. Nhưng mà bác ơi. Nhưng mà con nấu nước chưa?
chết cha con, quên. Bác ơi, bác đi cẩn thận nha bác. Nấu nấu cháo chưa? Dạ chưa luôn, dạ chưa luôn. Vậy thôi khỏi luôn đi. Bác ơi, bác. Trời ơi, cuối cùng bây giờ tôi làm gì ta? Trời ơi. Làm gì mà khóc hoài vậy ta? Nè, cô làm gì con nhỏ khóc hoài vậy? Cô phải tranh thủ lúc tắm, cô đánh nó đúng không? Anh nói gì vậy? Tại nó còn khó chịu nên mới khóc thôi. Tôi đây, tôi dỗ cho. Nè, cô thương, qua đây, cô thương nha, cô dỗ cho. Cô thương bé Phương, thương Phương nhiều. Không có nè. Thôi, đưa đây tôi dỗ cho. Dỗ đi, bộ dây ăn lắm hả? Nín nha, thương nha. Nó khóc dữ quá, để tôi vô phòng ru cho nó ngủ nha. Nè, vô phòng cái gì? Sao không về nhà đi? Tính kiếm cớ ở lại đây hả? Để tôi dỗ nó cho. Tôi chỉ có ý muốn phụ giúp thôi. Đứng lại. Nè, nè. Trời ơi, nói tới cỡ đó mà cũng lì nữa chứ. Nấu cơm nữa làm chi? Đi mua cơm hộp ăn cho nó lạnh. Thôi ăn đi mấy đứa, đồ ăn hấp dẫn ngon lắm. Trời ơi, cái gì mà mặn dữ vậy? Có ngon gì đâu. Đồ ăn ngon kêu mặn. Ăn món này ngon hơn nè. Ăn đi con. Cũng như cơm nhà thôi mà, có khác gì đâu tụi con. Ghê quá à. Ghê quá, nguyên cọng tóc luôn kìa. Có cọng tóc thôi mà, có gì đâu mà ghê vậy. Giống như là mình thêm một tí gia vị thôi. Đồ ăn vẫn ngon mà, đúng không? Ăn đi tụi con, ăn đi. Thôi, có gì ngày mai em mua chỗ khác. Thiếu gì chỗ, đúng không? Đồ ăn ở ngoài nấu á, không có chất lượng, có khi á lại không hợp vệ sinh. Ăn đỡ vài bữa thì còn được, chứ không lẽ mình ăn suốt sao? Anh làm quá. Em nè, từ hồi má mất tới giờ em chỉ ăn bợ ăn bụi, có bị gì đâu. Cậu lớn rồi, còn mấy đứa nó còn nhỏ. Má anh đang bệnh nằm ở trong buồng kìa, làm sao mà ăn như vậy được. Vậy ăn đỡ bữa nay đi. Em đang kiếm người giúp việc về nấu cho cả nhà ăn nè, chứ đâu có ăn hoài đâu mà anh lo. Có ai ở nhà không? Có ai không? Ai kiếm vậy ta? Tụi con ăn cơm đi nha. Dạ. Ăn cơm đi tụi con. Có ai ở nhà không? Dạ em chào anh. Dạ nè, có anh Phúc ở nhà không anh? À, cô là cô Lài. Thằng Bình giới thiệu cô cho tôi đúng không? Đúng rồi anh. Đây là cô Lài mà em nói nè. Đây là anh rể của tôi. Người cần thuê giúp việc là ảnh, chứ không phải tôi. Dạ chào anh. Chào cô. Nhà tôi á thì hoàn cảnh hơi đặc biệt một chút. Anh yên tâm, mấy công chuyện nhà này á tôi làm hoài à. Chuyện gì tôi cũng làm được hết trơn á. Trời. Anh thấy chưa, em nói kiếm một cái là có liền. Dễ ẹt. Ủa mà nhà này á mấy cháu vậy anh? Không có dạ. Nhiều đâu, có ba đứa cháu à. Công việc cực kỳ đơn giản luôn. Cô chỉ việc lo cho ba đứa nhỏ thôi, sau đó lo hết nguyên căn nhà này luôn, sẵn tiện chăm sóc cho người bệnh nữa. Như vậy là xong.
quá đơn giản. Cái gì? Ba đứa? Sao nhiều dữ vậy? Ba đứa hả, là như cái nhà dưỡng trẻ rồi, mà còn phải chăm sóc thêm người bệnh nữa hả? Tôi cũng biết. Nếu cô không làm được, tôi cũng không ép cô đâu. Thôi, không được. Cái này để tôi hả, nhờ thêm con nhỏ em gái nó phụ tôi mới được. Rồi sao, anh chịu không? Khỏi lo, yên tâm đi. Nhà này rộng rãi thoải mái lắm, kêu bao nhiêu người vô cũng được hết á. Cứ việc kêu em gái cô vô. Tôi nè, hào phóng lắm. Thấy cô dễ thương, kêu em gái cô vô nữa, tôi bo thêm 50 luôn. Vậy? Vậy mà có 50 ngàn? Nghĩ sao tôi một phần á, là 300. Em tôi thêm một phần nữa, là phải 300. Mỗi một người 300 mà hai người là 600, chứ cái gì mà 50 ngàn? 600? Ừ. Cái gì mà nhiều dữ với bà nội? Trời ơi, tôi thấy dễ thương này nọ, tôi bo thêm 50, cô muốn gì nữa? Tiền vậy sao trả nổi? Được rồi. Nhiều việc ở trong nhà như vậy, rồi hả, chưa kể còn phải lo người bệnh nữa. Rồi hả, có an toàn không? Lỡ người bệnh lây bệnh cho tôi thì sao? Nè, thôi nha, người ta bị ung thư, chứ phải bị sida đâu mà lây. Thôi đi. Cái gì mà bất tri. Thôi. Cảm ơn cô. Thiệt tình á, nếu mướn hai người tôi trả lương không nổi đâu. Trời ơi, thôi, mướn không nổi thì thôi, chứ công việc nhà biết bao nhiêu mà còn đòi bớt lên bớt xuống, uổng công sáng giờ đi. Bực bội à. Xin lỗi nghe cô. Thiệt luôn á. Đúng là anh đã nói rồi, là khó kiếm người làm lắm, chứ đâu có gạt cậu đâu. Không có người này á thì mình kiếm người khác. Biết đâu nay mai á em thắng đậm, vô mánh, em mướn cho anh cả chục người làm luôn. Anh, hay là em nhờ anh giúp một chuyện. Không ấy anh giải quyết đống này giùm em nha. Bây giờ em đi kiếm người khác nha. Ráng giúp em. Em cảm ơn anh. Mẹ ơi. Hả? Con thích nhất là nấu chè trôi nước á. Con thích nấu ăn hả? Dạ không có, con chỉ thích nấu chè cho nước thôi ạ. Tại vì con thấy viên chè giống như con với mẹ vậy. Sao lại giống con với mẹ? Thì con là cục nhân nè, còn mẹ là cái vỏ, mẹ luôn bao bọc con. Mẹ ơi. Hả? Mẹ, năm nào mình cũng làm chè cho nước cho sinh nhật con nha mẹ. Ừ, mẹ sẽ nấu chè trôi nước cho con, cho tới khi nào mẹ không nấu được nữa thì thôi. Sao mẹ không nấu được? Thì tới khi mai mốt mẹ già, tay mẹ run, mẹ không có còn do được như vậy nữa nè. Vậy tới lúc đó con sẽ do chồng, đợi cho mẹ bỏ vô nồi ha. Ừ. Không ngờ kiếm giúp gì khó khăn vậy. Đúng là ngu thiệt chứ. Lỡ tiên bố biết sao giờ. Chào. Chào gì? Tôi đưa tiền anh cho đã, kêu kiếm chị tôi gần cả tháng trời không thấy là sao? Hôm nay tới đây lấy mới còn lại. Nói vậy anh kiếm được chị tôi rồi hả? Chứ sao, tao quan hệ rộng mà. Bà không còn ở vùng này nữa. Vậy chị hai tôi đi đâu? Thì có người bán hàng rong thấy bà lên xe đi với một người đàn ông khác, hình như là chồng của bà. Anh điên hả? Anh rể tôi còn ở đây, đi với chị tôi hồi nào? Vậy thì là bồ của bà bỏ nhà đi, dĩ nhiên là theo trai rồi. Nè, ăn nói cho đàng hoàng nha, không có vu khống chị tôi nha. Mẹ mày, người của tao thấy sao nói vậy? Tao rảnh đi vu khống chị mày hả? Bây giờ thanh toán số còn lại đi. Có kiếm được chị tôi đâu mà đòi thanh toán. Mấy người tự bịa chuyện ra cũng được vậy. Ê, cái thằng kia, mày tính giở trò, ý định muốn sụ hả mày? Tôi đã nói là kiếm được chị hai tôi rồi tính. Giao kèo ngay từ đầu,
Bây giờ mấy người tính phá luật hả? Chị mày đi khỏi đây rồi, làm sao mà kiếm được? Bây giờ mày mà không trả, tao sẽ xài luật rừng với mày. Này, bình tĩnh lại. Có gì đâu mà nóng ha. Cuối cùng cũng đưa thôi. Hôm nay hên không có ra sọc. Tiền còn nguyên tiền trái hàng nè. Uống cà phê. Có gì cứ kiếm tụi tao, giá ưu đãi cho hả? Cảm ơn nha. Anh đẹp trai quá, có cái sẹo đẹp dễ sợ. Mày muốn có sẹo giống tao không? Thôi. Mày liêu hồn nghe à? Mình anh đẹp đủ rồi. Mày có chừng như mày. Tự nhiên dính vô tụi nó làm chi? Mất một đống tiền, cuối cùng không được gì hết. Không lẽ ông Phong ông nói thiệt ta? Ông với bà Diệu không có vu khống cho chị hai. Tụi Hưng Sẹo cũng nói vậy. Ảnh bây giờ không còn tiền để mới giúp việc nữa. Không lẽ chị hai mình tệ vậy sao ta? Alo Phúc à. Em qua coi giùm anh mấy đứa nhỏ đi. Má anh đang mệt, anh phải chở má vô bệnh viện liền. Dạ, em quay liền. Ngoan, cột thương nha. Thôi đứng nè. Đây, đồ chơi của con đây. Trời ơi, mới có mấy ngày mà tôi te tôi tơi tả, kéo dài kiểu này hoài chắc tiêu luôn quá. Ngoan nha. Ồ, thương nha. Hút. Ngoan, cậu thương nè, ngoan. Bên này mày rảnh chưa? Cái gì? Mày có rảnh không? Mày không thấy tao đang bận hả? Hai thằng mới sổ tôm nó có rất là nhiều tiền, mà mấy bữa nay tao đi kiếm mày không thấy, rồi tao thua cháy túi luôn. Bây giờ qua gỡ. Cái đó là chuyện của mày, mày tự lo mày đi. Có mày tao mới hơn. Mà mấy bữa nay mày thấy không? Mày cũng thua, tao cũng thua. Bây giờ tao với mày qua gỡ đi. Mau đi, trời ơi. Nhưng mà bây giờ tao đang bận. Nhà thì người làm cả đống, thì mày gửi. Trời ơi, lẹ đi liền đi. Thôi nín đi con. Cậu con đi công chuyện, cậu con đi làm ăn nha con. Thôi nín. Mày đi trước đi, tí nữa tao qua. 10 phút không? Ừ, qua lẹ nghe, tụi nó đợi nghe. Đi. Nói trước, mất kèo này là không có gỡ được đâu đó. Mày đi liền nha mày. Nhớ nghe. Nín nha. Nhớ nghe. 10 phút đó nghe. Cái thằng mày. Thôi nín cậu Út thương nha. Hay giờ mình làm liều, đi làm dài dáng, biết đâu mình vô mánh một cái, mình có tiền mướn cả chục người làm, chứ một mình làm sao nổi. Thương cậu thương nha. Phúc. Ủa bác Sang đâu Phúc? Tôi hái trái cây vườn đem cho bác Sang nè. Đem qua đây làm chi? Đem vô bệnh viện á. Cái gì bệnh viện? Tối qua bà nhập viện. Hả? Nhập viện rồi hả? Ôi tôi thương nha. Bữa nay chị Lụ đi đâu mà đẹp dữ vậy ta? Rốt xà nhà mấy người đó nha. Hết người này Lụ tới người kia Lụ hà. Biết rồi chị chỗ chà. Cái gì chỗ chà? Rốt xà. Cái gì? Có học toán không? Có biết hình tam giác không? Vậy chị không biết. Nè, nhìn cái miệng tôi nói theo nè. Nhìn nha, nhìn cho kỹ nha. Nè, rố xà. Đọc coi. Rố chà. Rố xà. Rố. Rố xà. Rố xà, xà. Chị rố xà làm ca sĩ. Có tuổi mà chưa có tên đúng không? Cái gì? Mới nói gì vậy? Lộn. Có tên
mà nhan sắc không có tuổi. Nay chị đi đâu mà đẹp quá trời vậy? Ủa, người ta hơn có 10 tuổi hà, mà chị cái gì? Em lộn. Rosa đi đâu mà đẹp quá trời vậy? Tôi đi làm đẹp đó mà. Trời ơi, Rosa đẹp vậy mà còn đi làm đẹp? Trai trong làng này chịu gì nổi. Ừ, nhưng ngày Rosa làm đẹp, Phúc có món quà muốn tặng cho Rosa. Tặng quà hả? Ừ. Bây giờ Rosa nhắm mắt lại đi, đưa hai tay ra. Phải nhắm mắt mới được hả? Ừ. À, bộ quà bự lắm hả? Bự chà bá luôn vậy đó. Khủng lắm. Nặng, thích lắm. Vậy nhắm mắt lại nha. Nhắm mắt lại đi, đưa hai tay ra. Ngoan. Rồi, ôm chắc món quà nha. Đừng có thả ra nha. Cái gì vậy? Xà giữ con Phương giùm Phúc một chút nha. Hai đứa nhỏ nó đi. Trời ơi. Tí nó về á, Xà giao lại cho tụi nó, nhà không có ai hết á. Trời ơi, trời đất ơi. Cảm ơn Rosa trước nha. Tự nhiên đưa con nhỏ cho tôi. Ủa, bộ tôi thân thiết với nhà mấy người lắm hả? Thì bây giờ hàng xóm láng giềng, tình làng nghĩa xóm quạng nạn của nhau. Bây giờ Rosa không giúp Phúc, rồi ai giúp Phúc bây giờ? Trời ơi. Rosa, nghe lời Phúc, bây giờ làm việc thiện nhiều, mình tích đức, sau này đẹp hơn nữa, hiểu không? Thôi, giúp Phúc, giúp Phúc nha. Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi. Nè, tôi không có cần phước đất gì hết á. Phúc đi một chút, Phúc về liền nha, giúp giùm nha. Cảm ơn. Trời ơi, Phúc về liền. Đứng lại chưa? Cảm ơn. Cảm ơn. Thằng quỷ sứ, đứng lại chưa? Đứng lại. Trời đất ơi. Hôm qua không có học bài nên cô giáo bắt sáng giờ học nè. À, mà anh hai còn chút tiền nè, hay là tụi mình đi chơi đi. Sao mình không về nhà? Ờ, mình vô khu vui chơi nè, có nhiều trò chơi nè, có đồ ăn đồ uống nữa. Chứ bây giờ về nhà á, cậu Út thế nào cũng cho mình ăn cơm hộp à, anh ngán muốn chết rồi đó. Với lại á, ba ở trong bệnh viện với nội rồi, chắc không có biết đâu. À, ngày mai em cũng không có bài, vậy mình đi. Ừ, đi. Ồ, nín đi con. Nhà cửa gì đâu mà tùm lum hết trơn hả? Nói đi con chút về mà giờ chưa thấy nữa. Đúng là mình bị dụ mà. Chết, điện thoại nhà mình reng. Mà điện thoại nhà mình reng á là chỉ có bồ xô gọi thôi hả? Chết rồi giờ sao đây ta? Sao đây? Ờ, nín đi con. Nín. Giờ phải làm sao đây ta? Nín. Trời ơi thiệt tình. Nín đi con. Nín. Ủa giờ sao? Cột ở đây thì nó chui qua đây cũng không được. Nín con. Nín ngoan nha. Rồi. Ô con ngồi đi chơi nha. Rồi. Nín. Ô giỏi. Rồi giỏi cô thương. Giỏi. Rồi giỏi. Thôi con ở đây đi ha. Rồi á, cô qua nhà cô coi có chuyện gì không rồi cô quay lại nha. Thôi nín đi, mày khóc quá làm tao cũng quản luôn nè. Thôi, nín. Ở đây nha con, rồi cô chạy về bển rồi cô chạy qua liền nha. Mẹ ơi, con mệt quá mẹ. Mình vô ngồi nghỉ với mẹ. Không biết nhà bên đó làm sao rồi. An. Vâng. Con mệt thì con ở đây nghỉ đi. Mẹ đi ra đây một chút rồi mẹ về nghe. Dạ. Mẹ đi nghe. Sao mà qua nay cứ thấy mẹ lo lắng vậy á? Rồi mẹ bỏ đi hoài rồi. Nè chị, cái cô này hát hay lắm nè. Trời ơi, ta nói mệt muốn chết luôn á, không có nghỉ ngơi được gì hết á. Chỗ này chưa hát xong, chỗ khác réo.
làm một banh cái thanh quản con ra luôn á. Gặp châu Út á, cứ bắt con tập hoài à, mệt ghê luôn á. Đúng rồi, con phải đi tập cho nó hay, để con lên thành phố thi diễn văn nghệ nữa chứ. Con không đi tập thì sao được. Vậy hả? Thôi vậy tập đi, mệt ghê. Tập nha. Đó. Đi chỗ khác ăn coi. Hết chỗ ăn rồi hả con? Sao ngay chỗ dì Lụ đang tập hát mà đứng đó ăn? Đi đi con. Đi đi. Đi chỗ khác chơi đi. Đi liền. Trời, nghe chưa? Trời đất ơi, Lị. Đi chưa? Đi chưa? Đi. Con cái nhà ai mà Lị thấy sợ hả? Giật lại nè. Tiếp chú Út. Rồi giật tiếp nè con. Dạ. Thôi thôi, nghỉ đi chú Út. Sao vậy con? Chú Út nhìn kia kìa, tụi nói vậy sao con tập? Thiệt á, mà con thấy á, giọng hát của con vậy á là đủ xài rồi chú Út. Thôi nghỉ giờ, đi. Muốn nghỉ thì nghỉ. Con nhà ai gì đâu mà lì lợm dễ sợ luôn á. Thôi mình nghỉ đi. Đi liền. Lì à? Con về đó. Về đi con. Trời ơi, Phương. Trời ơi, con làm sao vậy nè Phương? Ai cột chân con vậy nè? Ôi, ôi, nên, nên, nên con nên. Ôi, tội nghiệp con quá. Ôi, gì đây, gì đây. Bú sữa nha con. Đây, 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 đây. Cầu tre lắc lẻo gặp gần khó đi. Khó đi mẹ dắt con. Mẹ! Sao mẹ lại hát bài của con với mẹ cho nó? An, sao con lại tới đây? Mẹ gạ con. Mẹ tới nhà chú Phong mà mẹ nói mẹ đi công chuyện. An à, mẹ xin lỗi. Không phải mẹ muốn gạt con, nhưng mà tại mẹ sợ chú Phúc không lo được cho bé Phương với bà. Họ đã không cần mình rồi. Chú Phúc nó cũng đuổi mẹ đi. Sao mẹ cứ lo cho họ hoài vậy? Họ có ruột rà thân tính gì với mình đâu. Có phải là tại mẹ thích chú Phong cho nên mẹ mới tới hoài đúng không? Đúng là họ không có thân thích gì với mình hết. Nhưng mà bây giờ bà đang bệnh nặng. Lúc nãy mẹ tới thì thấy bé Phương nó bị cột ở đó. Còn coi cái chân của em nè. Nếu như mẹ tới không kịp thì không biết chuyện gì xảy ra nữa. Con thấy em còn nhỏ như vậy, bộ con không có thương em hả? Nín con, nín. An à, con giúp mẹ, con chạy vô coi bà có gì không nha con. Dạ. Ôi, đây, ôi, ngoan nha. Đây, bú đi con, bú đi. Mẹ, mẹ, bà không có trong phòng. Ủa, bà đang bệnh nặng mà đi đâu? Mẹ ơi. Ừ? Mẹ, nhà cửa mình dọn dẹp xong hết rồi. Hay là mình về đi. Biết chừng nào chú Phong mới về. Không được con. Nhà không có ai. Không có để em Phương một mình được. Diệu, sao em lại ở đây vậy? Con chào chú. Em sợ không biết Phúc có lo nổi không nên ghé qua coi thử. Ai ngờ nhà không có ai hết. Lúc em tới thấy bé Phương bị cột chân ở đó đó. Cái thằng này tệ thiệt. Anh thì ở trong bệnh viện lo cho má anh từ tối qua tới giờ, nhờ nó có chút chuyện vậy mà. Thằng kia với con Thư đâu rồi? Kiệt, Thư. Hai đứa đi học chưa có về anh? Chưa về hả? Lạ thiệt.
Đúng là giờ này tôi nó phải về nhà lâu rồi chứ. Không biết có chuyện gì không nữa. Em nè, em qua nhà giúp anh. Anh chạy đi kiếm tụi nó về. Dạ. Mẹ, sao mẹ em chưa ngồi yên chỗ đi? Mẹ đi tới đi lui hoài à. Hả? Hả? Đưa bước vô nhà cho ba. Nhanh lên. Bà kia, sao bà lại ở đây? Kiệt, ba chưa phạt con có tội tự ý bỏ đi chơi, giờ về còn hỗn hào nữa. Hai đứa bước vô ghế ngồi cho ba. Em thấy tụi nó gan ghê không? Tự ý bỏ đi chơi, không xin phép ai hết. Thôi, anh ngồi uống nước đã. Cậu, bà tới nơi kìa cậu. Cậu, cậu đuổi bà đi đi cậu. Trời, cái bà này. Để cậu. Nè bà. Nè, cậu muốn làm cái gì? Tôi nhờ cậu trông coi mấy đứa nhỏ. Cậu bỏ đi đâu? Để cho Phương một mình ở nhà, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Em đi công chuyện một chút. Em có nhờ cái bà sân sau lựu đạn bà canh nhà mà. Đợi tôi nhỏ về. Có ai ngờ là... Ngờ cái gì? Còn có trách nhiệm như vậy đó hả? Diệu tới nhà thì không có ai hết. Còn hai đứa này, thằng kia với con Thư 6 giờ học tự ý trốn đi chơi. Tôi phải kiếm về đó. Trời ơi, sao vậy hai đứa? Sao vậy? Diệu nè, kể từ ngày mai á, em qua giúp anh nha. Không, con Diệu đâu. Cậu yên tâm đi, để cho cậu. Nè, tôi đã nói á, mọi việc trong nhà để tôi làm hết đi. Nè, anh kiếm cớ rước bãi về chứ gì. Anh đủ bãi đi chưa? Bằng không á, tôi xử anh đó. Cậu xử đi. Anh thách tôi cậu hả? Cậu thử chọi tôi đi. Tôi bỏ xuống. Tôi chọi cậu bây giờ nghe chưa? Nè nè nè, bình tĩnh lại nha, bình tĩnh lại nha. Tôi nói cho cậu biết, ba đứa con tôi không thể nào giao cho một người vô trách nhiệm giống như cậu. Còn đây là nhà tôi, cậu cứ kiếm chuyện gây sự với Diệu á thì tôi không nể tình nghe chưa? Hả? À, nè nè, tôi là em vợ của anh, là cậu của hai đứa nhỏ đó nha. Bớ nói lại chút đi. Diệu nè, em hứa giúp anh nha. Cậu. Mẹ. An. An à. An. Nè. Nè, giữ. Mẹ. Nè, hai đứa bỏ ra con. Đừng đi. Mẹ. Đừng đi. Bỏ bà ra. Trời ơi. Mẹ. Hai đứa làm gì vậy? Không cho bà đi. Hai đứa làm tiền đạo đi. Cậu làm hậu vậy? Chặt vô. Chặt vô. Không cho bà đi. Hay quá. Hay quá. Chặt vô. Tôi là đứa không nên hết. Không cho bà đi.